Chào anh em nhé, hôm nay em sẽ quay cho anh em một con ghế ở phân khúc tầm trung nhưng mà cũng rất là đẹp. Con này là Fuji Ryuki AF810. Con này hiện tại bên em đang bán với mức giá là 28 triệu, bao ship, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, tặng cục đổi nguồn. Đấy, con này đầu tiên phải nói về cái màu sắc của nó anh em ạ. Cái màu sắc của nó là màu vàng sữa nhá. Con này màu vàng sữa. Đấy, quay trên video này nhìn thì nó có vẻ nó hơi trắng trắng thôi, nhưng mà bên ngoài nó là màu vàng sữa, vàng nhạt ấy, nó dịu và nó rất là đẹp. Đây là cái điều khiển của nó anh em nhá. Con này vẫn còn đầy đủ các cái giấy tờ theo máy của nó nhé. Có nghĩa là cái sản phẩm này nó là siêu lướt. Khi mà bên Nhật họ mua về dùng ấy, thì họ dùng rất là ít đó. Sau đó là bên em là mua về nhé. Đây là cái phiếu bảo hành theo ghế của nó nhé. Đây này, đây phiếu bảo hành nhé. Đấy. Trong đây nó ghi nhá, đây này, AS810 này. Đấy. Bảo hành trong vòng 1 năm này. Đấy. Đây này, mua tháng 8 năm 2017 nhá. Mua tháng 8 năm 2017. Đấy. Thời điểm mua nhá. Đấy. Nên là dùng con này dùng rất là ít. Đây để em để cho anh em xem xung quanh ghế nhá. Đây này nó như thế nào. Nếu mà anh chị em nào mà tài chính nó vừa phải ấy, thì lấy con này rất là hợp lý nhé. Đây này. Đấy, cái nó rất là mới nhá. Cái da của nó mịn lắm. Cái da này nó rất là mềm mà mịn. Sờ vào nó mát tay. Nó còn mới như thế này thì sử dụng rất là ok, không bao giờ phải lo nghĩ chuyện là hỏng hóc. Đấy, quay cho anh em xem tổng thể con ghế này, xem là mức độ đẹp của nó như thế nào. Đây. Các cái nhựa của nó rất là sắc nét, nhựa nó sắc nét mới. Tay treo điều khiển thì còn nguyên. Đấy. Rồi quay đằng sau cho anh em xem nhé. Đây Fuji Ryuki nhá. Đây, mã của nó là AS810. Điện 100V. Công suất có 90W. Trời ơi, có 90W mọi người ạ. Này, thật không thể tin được. Này, họ làm kiểu gì mà ăn có 90W? À, nếu mà 90W như thế này thì anh chị em cứ dùng cả ngày từ sáng đến tối cũng chưa hết một số điện nhé. Đấy. Đẹp chưa? Con này nó thiết kế là hai bên cạnh này là cái nó sơn màu nhũ và kết hợp màu đen, còn cái nước da thì nó là màu vàng sữa, rất là đẹp. À, quả gối này nó cũng thiết kế điệu đà nhé. Đấy, khi mà muốn bóp gáy ấy, thì anh em phải lật gối ra sau nhé, như thế này, lật gối sau nằm lên đây để nó bóp gáy nhé. Đấy. Đấy, đây muốn sâu nữa đây, lật lên đây anh em nhìn này, cái lớp nhung này, trời ơi, lớp nhung này nó mịn này, nó mới này, nó mịn, nó mới, rất mới. Phải nói là rất mới chứ không phải mới nhé. Đây lật cái tấm này lên cho anh em xem nhé, đằng sau này. Đấy,
À, tấm vải lớp sau này. Đây, chưa nhăn chưa nhầu đi nhá. Đẹp đừng hỏi nhá. Cái con ghế này nó nếu mà nói về cái tính năng đấm bóp ấy thì nó bóp rất là sướng anh chị em nhé, nó rất sướng. Nó sướng bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là cái dòng này nó là một cái thương hiệu lâu đời của Fuji Ryuki, nó dòng ghế rất là rất lâu đời của Nhật Bản rồi. Đấy. Cái hệ thống con lăn này này, cái con lăn này của nó đấm bóp vào cái vị trí lưng mình, nó hoạt động mô phỏng cái bàn tay con người. Ví dụ nó day nó xoa một điểm nào đó, ví dụ như cái tay mình ấn thế này đấy, thì cái con này nó cũng làm thế nhá. Đấy, nó mô phỏng bàn tay con người, và khi mà nó đấm ấy thì nó đấm nó cảm nó giác nó rất là chắc và sâu. Đấy, và kể cả nó xay nó day nó miết, hoặc là nó vuốt cái lưng của mình sang hai bên. Đấy, nó vuốt sang hai bên. Đấy, rồi nó vê lên vê xuống, nó làm rất là nhiều động tác. Và nó làm linh hoạt. Nó làm linh hoạt nhá, chứ nó không làm chậm. Nó làm linh hoạt, nó làm nhanh. À, nó bóp sướng. Ở phía đằng sau thì nó thiết kế những cái hệ thống, ví dụ đây là phần bóp eo. Đấy, bóp eo nhá. Đây là bóp lưng này. Đấy, phần này bóp lưng này. Cái dòng ghế này nó có thể thực hiện được những cái bài đánh có ví dụ không thực hiện bóp bằng con lăn này mà nó bóp nguyên bằng những cái hệ thống túi khí này không. Nhiều các cụ già ấy mà nhạy cảm với những phần con lăn này thì có thể mình bấm cái bài mà nó đấm nó bóp bằng nguyên túi khí không. Đó, nó kết hợp tất cả các vị trí, ví dụ đây bóp vai, bóp lưng, bóp eo, bóp tay, bóp mông, bóp chân, bàn chân, tất cả nó kết hợp lại thành một cái bài hoàn hảo. Và nó bóp, nó có những bài nó bóp theo nhịp điệu. Đấy, nó phạch 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 phạch. Đấy, bóp rất là hay. Đấy, mà em nghĩ là không dòng ghế nào nó làm được như thế, chỉ có Fuji Ryuki thì nó mới làm được như thế thôi nhá. Chỉ có Fuji Ryuki mới làm được những cái bài mà đấm bóp túi khí liên tục và bóp nhả cực kỳ nhanh nhá. Còn những cái dòng ghế bình thường khác ấy thì bao giờ nó bơm khí, nó bơm lên từ 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 rồi nó nhả từ 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 từ. Còn ví dụ như với những cái con như thế này, nó đấm bóp, nó bóp, nó bơm khí vào, nó nhả ra đột ngột ấy, nó cứ phạch 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 ấy. Đấy, nên là nó rất là sướng. Đây, bật cho anh em xem nhá. Ví dụ đây mình chọn một bài trong đây chẳng hạn. Đấy, vào trong đó thì nó có một danh sách dài. Đây, cái bài em chọn đây là nó bóp nguyên bằng túi khí nhá. Đây là tất cả những cái điểm túi khí nó bóp nhỉ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 điểm, 16 điểm trên ghế nhá. Đấy, khi mà nó bóp ở vị trí nào thì nó sẽ nháy nháy ở vị trí đấy. Đây, đây, nó bóp nó rất là chắc chắn nhá. Cái quả khí này nó rất là chắc chắn này. Đấy, nó kết hợp kéo cơ này. Đấy, nó nâng lên hạ xuống nhá, kết hợp kéo cơ nhá. Đấy. Các anh chị có nghe thấy phành phạch không? Đấy, cái tiếng phành phạch đấy chính là cái hệ thống van khí nó đóng mở ở áp suất cao. Đấy, nó đóng phành phạch phành phạch. Nhiều anh chị không biết, mua về sử dụng cứ nghĩ là nó máy nó bị lỗi hoặc là bị cũ nó kêu to, nhưng không phải đâu nhá. Cái dòng ghế Fuji này con nào nó cũng phành phạch thế nhá. Đấy, để anh chị biết được nó như thế nào. Đây này, nó đóng này, nó đóng ngắt nhá, nó đóng ngắt này, áp suất nó đóng ở cái áp suất khí nó đang cao, nên là khi mà nó bóp như thế thì nó bóp rất chắc, nó bóp rất là chắc. Đấy, này, nó đóng nhả, nó bơm rồi lại nhả liên tục. Đấy, đây là cái bài mà nó đang đấm nguyên bằng túi khí nhá. Đấy, những người già mà
nếu mà nhạy cảm quá thì thực hiện những cái bài tập này thì các cụ rất là thích. Đấy, các cụ rất là thích. Con lăn tác động vào lưng nhiều khi các cụ sẽ hơi đau, nhưng mà nếu mà dùng những bài khí này thì các cụ sẽ không đau. Cái dòng ghế này em bán rất là nhiều và đã có những vị khách mua về cho mẹ dùng và cũng bảo là từ hôm chị mua ghế rồi cho mẹ là mẹ cứ ngồi suốt ngày, ngồi từ sáng đến tối luôn, làm bạn với ghế luôn. Bà cũng rất là vui vẻ và thấy bà khỏe mạnh ra nên là chị cũng rất là vui, rất là hài lòng, rất hài lòng với cái sản phẩm này. Đấy. Rất hài lòng với những sản phẩm đẹp như thế này thì em nói thật với các bác là mình không tội gì để mua những cái hàng Trung Quốc hoặc là những hàng trôi nổi rẻ tiền trên thị trường, mà mình mua những cái sản phẩm chất lượng như thế này, nó không khác gì một ghế mới, nhưng mà cái chất lượng của nó thì nó gấp nhiều lần, và không một cái dòng ghế Trung Quốc nào có thể nhái được cái chất lượng hình thức hoặc là tem mác có thể nhái được, nhưng cái chất lượng thì chắc chắn là không thể nhái được. Và bọn em quay và làm những video này có thể các anh chị không tin những gì em nói, nhưng mà chắc chắn các chị không thể, anh chị không thể không tin những cái sản phẩm người Nhật họ làm ra nhé. Chắc chắn các anh chị sẽ phải tin những gì người Nhật người ta làm ra. Người Nhật là một trong những đất nước gọi là cái con người người ta làm việc, người ta làm rất là cần cù tỉ mỉ. Các sản phẩm họ sản xuất ra bao giờ cũng có cái độ trau chuốt rất là cao, chứ không bao giờ là họ làm ào ạt làm thương mại với những cái chất lượng nó cẩu thả đâu. Các anh chị phải nhìn được những cái nước da của nó rất là mềm, rất là mềm mịn, sờ mát tay, và các cái đường khâu mũi chỉ rất là chính xác. Đây này, rất là chính xác nhé. Nếu mà một con ghế mà cho thợ Việt Nam mà bọc lại, em dám khẳng định với các bác là không bao giờ bọc lại được đẹp như nguyên zin của nó như thế này. Bởi vì cái may của mình là không thể chính xác bằng họ được, và cái bọc lại bao giờ nhìn nó cũng lùng thà lùng thùng. Đó. Nó không được căng mịn đều và cái độ chính xác không thể bằng người Nhật được. Chị thấy là những cái sản phẩm này nó có chất lượng không ạ? Mua thì chỉ có đáng đồng tiền thôi, chứ không có chuyện là mua về không ưng nhá. Em đảm bảo các bác anh chị là mua về là chỉ có ưng thôi. Đấy, mà giá nó rất là vừa phải. Những cái giá trị mà các anh chị nhận được ấy, thì bao giờ nó cao hơn so với những đồng tiền các anh chị bỏ ra. Bởi vì những cái con siêu lướt như thế này, những cái khấu hao người mua mới thì đã phải chịu hết rồi. Bây giờ về này mình mua thì đương nhiên cái giá trị bao giờ nó cũng cao hơn cái đồng tiền mình bỏ ra. Cái giá trị mình nhận được bao giờ cũng cao hơn. Nên là anh chị chắc chắn sẽ hài lòng với những sản phẩm như thế này. Đấy. Đây em sẽ giới thiệu sơ qua tiếp về cái điều khiển. Đây là tạm dừng này. Đây trong đây nó có 1, 2, 3 là nó tùy người nhỏ gầy ấy và cao thấp khác nhau nhé. Cái này M này là dành cho, có nghĩa là nhớ bài tập ấy. Cái bài tập mà nó lần trước mình hoạt động như nào mình bấm này nó sẽ nhớ về. Đây là tắt mở rồi, cái này tạm dừng này,
Cái này là danh sách bài tập tự động này. Đấy, còn đây là các cái danh sách các cái bài tập của nó. Cái bài tập riêng lẻ của nó. Đấy, rất là nhiều nhé. Đấy, các anh chị có thể chọn một trong các cái bài tập trong đây. Các cái kiểu bóp khác nhau, ví dụ là bóp kéo đốt đốt sống, rồi là đây này, rồi là vuốt sang hai bên, rồi là lượn sóng, rồi là 3D, rất là nhiều kiểu đây, 3D đây. Đấy, rất là nhiều kiểu luôn. Đấy. Điều khiển thì bấm rất là nhạy, cực kỳ nhạy. Đây là tắt bật các cái phần túi khí. Ví dụ phần túi khí nào mình muốn tắt thì mình sẽ chọn off, còn nếu mà mình bật thì đây tất cả đang bật này, on nhé. Cái này các cái chức năng đấm bóp theo nhịp điệu các thứ. Đây là chỉnh vị trí con lăn nhé. Mình bóp trên gáy hay là dưới hông hay dưới eo thì mình cứ di chuyển cái này, nó lên, nó sẽ lên lên xuống nhé, giữ liên tục này nó sẽ lên xuống. Đấy. Giữ liên tục này, đây giữ liên tục nó sẽ lên xuống đây đây. Đây này, con lan nó đây đấy, nó đang lên này. Đấy, chị nhìn cho đấy, đang chạy lên nhé. Đấy. Đấy, đây đang lên đây nha. Đấy, còn bấm này lại di chuyển xuống này. Đấy, mình muốn di chuyển vị trí thì như thế. Cái này là menu, cái này là di chuyển chọn này, di chuyển trái phải này. Đấy. Cái này là chọn OK nhé. Mình vào bài tập xong rồi mình bấm nút này là chọn OK. Cái này là nâng hạ ghế nhé. Cái tiếng máy nghe nó cũng rất là ngọt, nó ngọt lịm luôn. Cái này lưng hạ lưng nhé. Đây, lưng hạ lưng. Đó. Cái này lưng hạ lưng, nó kết hợp lưng hạ luôn cả chân nhé. Cái này là bấm cho ghế nó về vị trí ban đầu nhé. Đó, cơ bản là chức năng như thế. Đây, tắt đi. Đấy, chức năng là nó rất là nhiều. Đấy, và trong đó anh chị dùng càng dùng càng tìm ra được nhiều cái chức năng hay của nó. Và có thể tìm được những cái bài tập mà mình thấy là nó ưng ý nhất và nó phù hợp với mình nhất thì mình dùng. Đấy, còn đấy, bình thường thì mình sẽ để như thế này, để vào trong ngôi nhà thì nó trang trí trong ngôi nhà rất là đẹp, rất là phù hợp với những cái gia đình mà có điều kiện kinh tế trung bình. Mà đi mua những sản phẩm như thế này thì thật ra là anh chị là luôn luôn muốn là tìm kiếm những cái sản phẩm mà nó đẹp nhưng mà giá tiền nó hợp lý nhất, thì theo em là các anh chị mua con này. Đấy, anh chị nào mà thích cái mẫu ghế Fuji Ryuki AF 810 này thì hãy điện cho em Sơn qua số điện thoại 0964 480 666. Em sẽ miễn phí ship đến tận nhà các anh chị nhé. Kiểm tra hàng mới phải trả tiền. Kiểm tra hàng đúng như những gì em nói mới phải trả tiền nhé. Và chính sách bảo hành của em là kể cả những người ở xa, bất kỳ vị trí nào trong Việt Nam nhá, cũng phải yên tâm, đó là chính sách. Nếu mà lỗi đấy, em sẽ thu hồi và đổi con khác cho anh chị. Đấy, và khi mà giao này bọn em sẽ tặng kèm luôn cái cục đổi nguồn Liwa nhá, tặng kèm cục đổi nguồn Liwa luôn, miễn phí vận chuyển. Rất cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi video của em. Các anh chị nào mới vui lòng bấm đăng ký kênh để theo dõi những con ghế tiếp theo em sẽ quay.
Rồi, cảm ơn các anh chị ạ.